chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách từ bao đời nay của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống ấy, Đoàn Thiện Tâm Charity Group có chuyến hành trình về tỉnh Đồng Nai để làm lễ khánh thành giếng khoan Thiện Tâm số 2, số 3, đồng thời trao 100 phần quà cho bà con nghèo và 150 phần quà cho các em thiếu nhi. Nhân dịp này, đoàn cũng làm lễ trao nhà Thiện Tâm số 37 cho gia đình anh Nguyễn Trịnh Em vào ngày 17 tháng 7 năm 2016. Khi những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, con đường lê lai bỗng bừng sáng lên bởi sự xuất hiện của những tình nguyện viên trong màu áo Thiện Tâm thân thương. Suốt bao năm qua, đại gia đình Thiện Tâm đã lặng thầm lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời nghèo khó bằng những trái tim đồng cảm và sự sẻ chia thiết thực từ các chương trình thiện nguyện như xây cầu Thiện Tâm, xây nhà tình thương Thiện Tâm, bếp cơm Thiện Tâm, hạt gạo Thiện Tâm cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác nữa. Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Có lẽ vì thế mà những thông điệp yêu thương của Đoàn Thiện Tâm Charity Group đã chắp cánh ước mơ cho bao phận đời bất hạnh, giúp họ tìm lại được nụ cười và niềm an vui trong cuộc sống. Từ sự chung tay đóng góp của biết bao tấm lòng vàng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã viết nên nhiều câu chuyện đẹp cho cuộc sống này. Cảm ơn nhà xe Anh Thư, số điện thoại 0976-222-261 và 0976-222-216 đã luôn sát cánh cùng Thiện Tâm Charity Group trên mọi nẻo đường thiện nguyện. Đặc biệt nhà xe Anh Thư luôn giảm giá ưu đãi cho các đoàn từ thiện. Nét rạng ngời hiện rõ trên từng khuôn mặt, sự hăng hái nhiệt tình đã khuấy động bầu không khí tươi vui trên suốt chặng đường đi. Cảm giác phấn khởi yêu đời lan tỏa khắp nơi nơi, những tiếng hát, tiếng cười rộn rã đưa mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 cây số. Cuộc sống của bà con Sóc Lá Ẩu, xã Phú Bình chủ yếu làm thuê theo mùa vụ nên thu nhập rất bấp bênh, luôn thiếu trước hụt sau. Phần đông trẻ em không được đến trường, phải theo ba mẹ lao vào những cuộc mưu sinh kiếm miếng cơm lót dạ qua ngày. Những phần đời cứ thế mãi miết bơi trong cái vòng luẩn quẩn nghèo khó, không lối thoát. Đoàn Thiện Tâm Charity Group đã chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc đến với bà con nghèo nơi đây bằng 100 phần quà đong đầy tình nhân ái. Mỗi phần quà bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm và 2 gói hạt nêm. Chỉ có đi và cảm nhận thực tế, được mắt thấy tai nghe, mọi người mới có thể thấu hiểu được hết cuộc sống cơ hàn của bà con đồng bào dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa. Do đó, chúng ta hãy biết yêu quý và trân trọng những gì mình đang có trên cuộc đời này và mở rộng lòng mình nhiều hơn nữa để giúp đỡ những phận đời kém may mắn hơn, để tâm hồn chúng ta luôn tràn ngập niềm hạnh phúc an vui. Người biết sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu.
đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành ngày sau mới nên thân người. Riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ, bước qua lỗi lầm làm mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời ta thấy con. Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyển chẳng như ta. Đại gia đình Thiện Tâm đã trao 150 phần quà chan chứa yêu thương như một cái nắm tay nồng ấm đầy tình người, làm vơi bớt đi những nỗi nhọc nhằn của các em trong cuộc đời này. Những nụ cười hân hoan của các em chính là nguồn động lực lớn nhất cho đoàn Thiện Tâm Charity Group trên những chuyến hành trình thiện nguyện đong đầy tình người của mình. Đã qua một thời thôi mong cầu riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ, bước qua lỗi lầm làm mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời ta thấy con hạnh phúc. Riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ, bước qua lỗi lầm làm mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời ta thấy con hạnh phúc. Xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương, đem hạnh phúc
cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười. Tuổi trẻ như sương mai nơi đâu cần, một làn gió qua sương rơi nhẹ trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn, một làn gió vương hoa chẳng còn hương. Đời sống mong manh như sao băng ngang trời, tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hân thua như chim bao mộng mị, tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương. Sau buổi phát quà, mọi người ngồi quây quần bên nhau vui vẻ, dùng bữa cơm trưa thân mật ấm tình bằng hữu. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn như làn gió mát lạnh xua tan bầu không khí trưa hè oi ả, tiếng hát tiếng cười rộn rã vang khắp nơi nơi. Yeah.
Sau buổi cơm trưa, mọi người cùng nhau tham dự lễ khánh thành giếng khoan Thiện Tâm số 2, số 3 tại Sóc Lá Ủ. Không từ ngữ nào diễn tả hết niềm vui bất tận và sự xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy những dòng nước mát trong lành tuôn trào từ độ sâu hơn 50 mét dưới lòng đất. Gia đình Thiện Tâm đã biến ước mơ khát khao có được nguồn nước sạch của bà con từ bao năm qua thành hiện thực. Giờ đây, bà con đã có nguồn nước sạch để sử dụng, sức khỏe người dân được cải thiện hơn, không còn phải lo lắng tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô hạn đến. Mọi người di chuyển đến giếng khoan Thiện Tâm số 3, cùng nhau ngắm nhìn thành quả từ sự chung tay hướng về người dân Sóc Lá Ủ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng các tình nguyện viên. Chân thành cảm ơn các tấm lòng vàng đã luôn đồng hành cùng đoàn Thiện Tâm Charity Group, lặng lẽ gieo mầm yêu thương bằng chính trái tim thiện tâm của mình. Điểm đến tiếp theo đoàn đến làm lễ trao nhà Thiện Tâm số 37 cho gia đình anh Nguyễn Trịnh Em tại ấp 2A, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Cách đây 3 năm, anh bị bệnh thần kinh phân liệt nên gánh nặng gia đình đã đổ dồn lên đôi vai gầy guộc mong manh của chị. Một mình thân cò tảo tần vất vả, ngược xuôi nhưng vẫn cơm không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Thật xót xa khi nhìn cảnh nhà sập xệ xiêu vẹo, chắp vá tạm bợ, chỉ chờ cơn gió lớn thổi qua thôi là có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Có được một ngôi nhà mơ ước, thiện tâm, khang trang, sạch sẽ, niềm vui trong anh chị chợt vỡ òa. Từ nay, anh chị không còn phải lo nhà dột mỗi khi trời đổ cơn mưa, không còn sợ cái rét tái tê mỗi khi đông về. Đây sẽ là nguồn động lực để anh chị vươn lên, thoát nghèo ổn định trong cuộc sống, là nơi ươm mầm hy vọng về một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Đường về, đoàn ghé tham quan công viên Suối Mơ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây được ví như thiên đường với kiến tạo thiên nhiên ấn tượng cùng dòng suối trong vắt chảy róc rách. Những ngọn thác mát lạnh tung bọc trắng xóa kết hợp với khu hồ tắm rộng với diện tích lên đến 150.000 m2.
nước suối ở đây khá đặc biệt. Các dòng nước được khai thác từ các mạch nước ngầm len lỏi qua các khe đá, đổ vào lòng hồ mát lạnh và có thể nhìn thấy cả đám rong rêu xanh mọc lên từ dưới nước. Cùng với sắc xanh của cỏ cây và sắc trắng từ những bọt nước của những con suối đổ xuống tạo nên một không gian vô cùng hữu tình và rất thơ mộng. Sâu sắc cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hãy đồng hành cùng đoàn thiện tâm Charity Group mở rộng vòng tay yêu thương để cuộc đời này luôn tràn đầy niềm hạnh phúc an.